Tiếp theo đây là tôi sẽ lên một em DVD rewrite. Đó, vẫn còn full box. DVD nha. DVD. Đó, em thích QR code ok, đầy đủ, kết nối đơn giản. Đó. Hộp mới nguyên, sổ thẻ, có thẻ rất xinh. Đấy, sắp Tết rồi, thẻ cành đào, đấy, hoa đào Nhật Bản, nơ phong, ok. Cổng USB 3.0 thì không phải nghĩ rồi. Hình em nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy. Mới chỉ có vân tay của Hiểu thôi. Đó. Nhìn như con robot. Đó. Đó. Còn chưa sử dụng mà. Đó. Ổ gắn ngoài. Quá đẹp. Nhìn cam chưa. Đó. Rất đẹp. Đó. Con này không như những cái con trước đây là của Hiểu bán đâu nha. Những trước đây là con không có cáp cơ nha. Con này thì mới full hộp rồi, không phải thử. Đó. Cáp vẫn còn trong túi. Đó. Con này nguyên. Những con đẹp nguyên hộp thế này giá thì rất đẹp thì anh em không phải nghĩ. Đó. Những con nguyên màu sách. Không chơi thì còn chơi em nào nữa đây. Totemoi.